Pin này nó là ngon nhất của Dharma đến bây giờ. Thì nó sẽ có hai loại nhé, và vỏ của nó là vỏ ABS, vỏ nhựa cứng nhé, làm rơi hạn chế hơn khả năng vỡ của nó. Blur này thì nó có một cái là pin của nó là dòng sạc cũng tương đối cao, là 41V. Cái pin này nó có thêm một cái mạch nữa để sử dụng cho máy Makita chính hãng. Xin chào mọi người đến với kênh YouTube của cửa hàng điện máy Tây Hồ. Thì video này em sẽ lên cho mọi người một cái dòng sản phẩm mới của thương hiệu Dharma. Con này là về pin, và hệ pin của nó là pin Blur, pin có thể dùng cho máy Makita chính hãng. Thì đợt này Dharma sẽ về cho mọi người thêm một cái dòng pin cải tiến mới so với hai dòng cũ. Thì pin này nó là ngon nhất của Dharma đến bây giờ. Nói chung là ngon của hiệu Dharma thôi, chứ còn nếu mà về nhìn tổng thể thì mình cũng thấy là chưa phải là pin cao cấp đâu, vẫn là một phân khúc pin giá rẻ. Đấy, pin này thì nó sẽ có hai loại nhé, và vỏ của nó là vỏ ABS, vỏ nhựa cứng nhé. Đấy, anh em mà có làm rơi làm vỡ các thứ thì cũng sẽ hạn chế hơn, làm rơi hạn chế hơn khả năng vỡ của nó thôi. Đấy, đây không khuyến khích anh em làm như này nhé, làm nhiều anh em lại bảo nổ. Thì trên tem này nó sẽ ghi là Dharma và hệ Blur. Đấy, hệ Blur này thì nó có một cái là pin của nó là dòng sạc cũng tương đối cao là 41V này, và pin này nó có thể sử dụng cho máy Makita chính hãng được. Đấy, không phải là pin nào cứ gọi chân pin Makita chính hãng, Makita phổ thông là lắp được đâu. Ví dụ như quả pin trước của Dharma này, đây lắp nó không chạy này. Đấy, thế còn hay là quả pin của Dharma loại thường nhá. Đâu nhỉ? Đây loại thường này, loại 10 cell thường này. Đấy, lắp vào nó không chạy. Thì cái pin này nó có thêm một cái mạch nữa để sử dụng cho máy Makita chính hãng. Đấy, thì cái này nó sử dụng tốt cho anh em nào nếu mà sau này chúng ta đang chơi hàng giá rẻ và chúng ta có nhu cầu lên cái hàng Makita chính hãng thân máy thì chúng ta có thể sử dụng được. Đấy, tất nhiên là nó cũng gọi là sử dụng được thôi, chứ còn nếu mà bền thì tốt nhất mọi người mua, có tiền mua thân máy Makita rồi thì mọi người nên sử dụng là pin của Makita chính hãng là khuyến khích hơn. Đấy, nhưng mà con này thì pin của nó có thêm cái tính năng đó là sử dụng được cho máy Makita chính hãng. Và mình có một cái máy Dharma 13 ly không chổi than ở đây, thì một lát mình sẽ thử luôn với quả pin 15 cell của Dharma. Đấy, xem thử rút lõi P63 với tầng 10 có ổn không nhá, ổn với dòng xả không. Chứ còn những quả pin thường của Dharma thì thường nó giá rẻ và nó cũng không đủ dòng xả đâu. Thì báo giá nhanh cho mọi người về hai dòng pin này. Đấy, con này là 10 cell của Dharma. Đấy, nói chung là Dharma mình vẫn nói rồi, nó là một thương hiệu giá rẻ cho nên là thông số của nó cũng hơi ảo tí, nhưng mà hơi điêu tí, nhưng mà chấp nhận được bởi vì giá thành của nó rẻ. Đấy, nhiều cái thằng mà giá nó cao hơn nhưng nó vẫn điêu luôn. Đấy, nó vẫn điêu là chuyện bình thường. Thì đặc trưng của cái ngành điện máy này với cả những cái tem mác hàng Trung Quốc này nó thế mà. Thì con này giá thực của nó mình nghĩ là khoảng 3, mình đo ra khoảng 3 thì nó là 340.000. Đấy, và con này nó là 4.5A, tức là cell 1.5 thì nó ghi là cell 2. Thì con này là 440.000, 340 và 440 nó không chênh nhau nhiều đâu. Nói chung 440.000 với cả một quả pin 15 cell thì nó là pin giá rẻ mà anh em, vẫn là pin phân khúc giá rẻ chứ không phải tập trung đâu. Tập trung là mấy cái loại pin đóng ấy, còn tầm cao cấp là pin những cái loại chính hãng của Makita ấy. Đấy, thì mình cũng chia sẻ luôn, thứ nhất là về thông số của nó, thứ hai là về cái tính năng. Nó có thêm một cái tính năng đó là lắp vừa cho máy của Makita chính hãng nhá. Để sau này anh em nhớ có nhu cầu sử dụng hay là bổ sung thêm thì có thể sử dụng được. Đấy, thì bây giờ mình sẽ test. Nói chung là video này chỉ có báo giá, giới thiệu và nó ưu nhược điểm cho mọi người về pin của con này thôi. Thì mình sẽ test thử rút lõi với cả cái mũi 63. Vẫn là câu chuyện không khuyến khích mọi người nhá, không bao giờ mình đi khuyến khích mọi người đi rút lõi với cả con máy giá rẻ như này. Đây là có một cái lỗ khoan, tường này ướt à, tường này ướt không biết khoan nổi không nhỉ, sợ nó khó ra phôi ấy. Cái này là mới lấy dấu trước thôi, tại vì đang hết tường, chưa kiếm được tường để khoan. Dòng pin này thì nó mới ra mắt thôi. Đấy, dòng pin này mới ra mắt thôi thì mình lên luôn cho mọi người. Anh em có thể chơi dòng pin này nhá, rất là hay này. Đấy.
ok đấy, cũng khá là khỏe. Hôm trước mình có rút con này rồi với cả con pin của Makita chính hãng rồi. Đấy thì hôm nay rút với cả con pin của Drama Blood nhá. Đấy rút này tường 10 thôi, nói chung là cũng không khuyến khích. Nhưng mà pin này cũng đủ dòng xả để cho anh em làm những cái việc như này nhá, thoải mái luôn. Đấy thì mình vừa mới cả test cho mọi người xong về pin của Drama Blood. Mọi người mua hàng có thể liên hệ số hotline trên màn hình nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.